chứ không có ai mà ăn thay gì, không có cách nào mà thay thế được, họ không có thể được, mình muốn giúp họ mình muốn làm không có được. Thì á, thế là mỗi người sinh ra trên đời là có một cái định nghiệp, có một cái cộng nghiệp mà có nghiệp nghiệp, ai cũng vậy, người nào cũng có cộng nghiệp và nghiệp nghiệp. Mình biết nó khổ quá, mình cứ như vậy. À, nó muốn chút không có thành cho mình đem giúp đỡ vậy rồi không thay đổi được, không có thay đổi được, không có mà giúp được. Nói giúp được á, điều là tại cái người đó nó có cái nghiệp đó rồi. Cũng như mà cha làm vua á, thì con nó phải có tiền á, nhưng mà nó sanh thành con của vua thì nó đã kiếp trước nó đã có làm cái nghiệp đó rồi. Nếu nói như vậy thì có thể thì nó có cần ấy, cho nên á, cũng như mà thiền tông sư tổ á, mình khỏi cần lo gì hết á, cứ để tự nhiên à, tức là mình lo nó là không có ích lợi gì hết á. Cái lo đó là cái của mình á, nó chỉ có hại không có ích á, nó đâu có ích lợi đâu. Bây giờ mình không lo nó cũng một ngày qua một ngày, mà mình thấy sống thoải mái. Còn mình lo cũng là một ngày qua một ngày, cũng như có người giàu sang nó cũng lo hoài nè. Nó cũng lo hoài nè. Có người nghèo á, cũng như ở Việt Nam tôi thấy người ta cả gia đình ha. Lúc kiếm tinh phơn, linh hữu tiên đảng, chẳng thấy tinh tế thô sơ, đâu có thiên lợi một bên. Lời khai thị, thiền gọi quan ải, giáo gọi cư hiếu, cứu vớt chúng sanh trong tam giới. Phi đậu tâm thông là tiêu biểu, tự nhầm thành không ý chí, tự tánh, móc tiền tích, mở cách kết. Buông mắt nhìn thẳng, muốn mở mà chẳng mở, trăm người giơ tay, muốn tát mà chẳng tát. Đạo giả vô tâm, vốn nên như thế, đâu phải khoe tài trước mặt mọi người. Cho nên nói, bất kiến tinh thôn, ninh phủ thiên bản. Lời nghĩa giải. Em cần một nhân vụ em đảm là cảm thấy tỉnh tế và hồ sơ thì nó có kinh nghiệm một bên thì cái đời thai trị của này cũng không á tiền á, khi đời mình đã đọc sự kiện á thì phải thu qua cái quan ải á, gọi là quan ải á, cũng như mà đang có ba cái quan ải á, sơ quan, trung quan, và hậu quan. Ba là sơ quan á, thì thu là một cái quan ải á. Hai là sư quan tất cả nó ra khỏi cái trình tự luân hồi, tức là khỏi vì niêm la du dương á, cái gì mà nhận niêm la du dương không có để bắt được, bắt mà được nữa. Rồi á, khi mà tha được cái tình quan á thì là tự a la hán à, tha được một mặt ảo la quan á thì
và khắp hư không mà khắp không gian, khắp không gian thế là còn biết thì em gọi là quan ải đó, là cái từ mà quan khổ từ ải đó. Còn giáo môn á thì gọi là thương yêu. Thì Phật pháp là để thương dứt chúng sanh trong tam giới. Tam giới là giới sắc giới, vừa sắc giới. Bây giờ con người mình á là ở trong dục giới. Dục giới thì có nam nữ, có danh dục có. Còn sắc giới thì không có nam nữ danh dục. Vô sắc giới á, luôn cả cái hình sắc cũng không có, chỉ có cái giải thích các con phải giải thích các rồi người rồi gọi là đi phòng nhưng mà đạo tam không là tiêu biểu luận nghiệp thành không khí, không có ý chí gì hết, tức là cái tập tăng đó, tức là cái tập tăng của mình đó. Mà cái tăng đó nói là tự nhận để không ý chí đó. Óc xem xích mở các kết, con mắt nhìn thẳng, cũng mở và tỉnh mở. Bây giờ sắp thành ngày thì nó bị cái suy nghĩ vọng tưởng tâm mình nó buồn lo cái này lo cái kia cũng như cái tình tiết để đó dòng này hút qua dòng kia đó. Mà bây giờ á, những cái nơi buộc á, bây giờ mình tu hành là phải mở ra. Không khỏi tất cả nơi buộc. Bây giờ đó muốn mắt nhìn thẳng, muốn nghe bây giờ thẳng dạng đó khác phải đầu nhìn thẳng rõ mà chưa có nhìn nào khác đó, tức là rõ mà cái bằng không ý chí đó. Khi mà mình không mỏ cái sắc kết mà không mỏ mà chưa mỏ đó, chặt mỏ nên tâm người vô tay cũng tắt mà đã tắt
cũng như bây giờ mình khai khoái đạo Phật. Nhưng mà từ đến khoái đạo, bây giờ nghìn hoặc nghìn thì không thấy, nhưng mà cũng phải nghìn, tắt mà không có chỗ tắt, mà cũng phải tắt. Cái người hành đạo á, làm giả là người hành đạo, bây giờ mình là người hành đạo. Kêu ông ta, kêu ông này như thế. Cứ phải mình. Tức là cái việc mà càng làm thì cứ làm. Như thường ăn cơm cứ ăn cơm, mặc áo cứ mặc áo, thôi ăn tiếp khách đó cũng như cũ. Nhưng mà mình đừng có nói cái ý thân thiện. Cũng như mặc áo mình có ở cái ý là cho là cái áo này đẹp, cái áo kia không đẹp. Ăn cơm thì cứ ăn cơm, mình có nói là ăn cơm này thì ngon, cơm kia là không ngon. Thì tất cả sống hàng ngày làm cũng như cũ vậy thôi. Tất cả vô tan nó không có nói cái tan nên tan biệt vô tan đó. Phải như vậy đó. Sao phải là quê tài trước mặt mọi người? Là cái bổn phận của người là phải làm thế, nhưng mà tại người ta không làm không được. Làm không được thì phải có tốt xấu, phải có thị phi, phải có kèm chè, phải có yêu ghét. Thì những cái này đó là thành ra cái thiện não đó. Nếu mà mình không có phân biệt tinh thâu đó, phát triển tinh thâu đó, chẳng thấy tinh tế, chẳng thấy thô sơ, tức là không có phân biệt nổi ý mình gọi là vô tâm đó, thì đâu có mà xem nhận một bên nào, một bên tốt hay là một bên xấu, một bên đúng hay là một bên sai, hay là yêu hay là ghét. Lời nghĩa giải. Người nghĩa giải cho rằng tâm và pháp đã thông, ăn và sở đều bằng, vì chúng sanh chư Phật đồng bản thể, mê hộ chẳng khác, nên dẫn chứng lời Đức Tâm Minh nói: đâu quý đâu tiện, đâu nhục đâu vinh, đâu đắc đâu thấp, đâu trọng đâu khinh, một đạo hư tịch, vạn vật bình đẳng. Người nhà giải cho rằng ta pháp đã không thì nam thì sở thì tập. Bây giờ mình biết tốt biết xấu, biết yêu biết tiếc, biết vui biết buồn đều là tâm. Còn cái yêu ghét, cái tốt xấu, cái lung tài là pháp,
tâm là năng biết, cái pháp là sở biết, cái tâm là năng suy nghĩ, cái pháp là sở suy nghĩ. Nếu mà cái tâm mình không suy nghĩ, cái pháp á là không á, thì không có năng. Không có năng á thì không có sở, thì làm sao mà có nhiều biết đúng sai ha, cái này cái kia hơi bị phạm. Vì chúng sanh tư phạm đồng bằng thể ngay mọi tánh khác, Phật là một, chúng sanh là mê. Nếu mà mình khỏi không có tâm lên nói lên phân biệt á, cho mình là chúng sanh hoặc là Phật, chúng sanh là tự sanh nha. Vậy thì Phật trợ chúng sanh khi tư Phật cùng một cái bản thể là tâm. Tâm của chúng sanh cũng vậy, tâm của Phật cũng vậy, cái bản thể thôi, không có khác. Mê cũng vậy, ngộ cũng vậy, chẳng có khác. Bây giờ á, mình nói là mình là chúng sanh là mê, có Phật là ngộ. Nhưng mà tâm của Phật với tâm của mình á, không có khác. Nên dẫn chứng rồi tức tâm mình, cái này là tích tâm mình. Có bài kệ bằng tích tâm mình, tức là ngưng nghĩ, ngưng nghĩ cái tâm đó. Nếu mà tâm được ngưng nghĩ á, thì tao có quý, tao có tiện, tao có nhục, tao có dinh, tao có đắc hay là thắc, tao có trọng hay là khiêm. Thì á, tất cả đều học đạo hư tịch, chuyện việc bình đẳng, không có thấu sâu, không có luân giải, không có tất cả tình nói. Thì giải thích như vậy là rất là cao siêu, rất là có lý. Nhưng mà chẳng phải là ở thực tế. Ở thực tế thì không phải để cho mình ngành cũng không có thể nhận ra quyết định cái đồng nhận ra. Thực nghĩa giải rằng nói chứng cũng giống như được chứng, nhưng vì sự chứng quá giống nhau đi lại trở thành không giống nhau rồi. Vậy thế nào là chỗ không giống nhau? Thử xác định xem. Để kết thúc rằng nhét ra kiếm xét khó địch tan, tò bò bắt biển vào mi mũi, heo bụt chó ghẻ cùng mở mắt, tam thế Như Lai trọn chẳng hay. Cái lời mà Thích Nhã giải của Ngài Thích Phong nói theo cái lời nói giải thích Ngã đi ở trên đó, nói chân cũng giống như được chân, nhưng vì cái sự chân quá giống nhau đi. Nhưng mà giống nhau á thì là gì vậy? Tại á tự tánh á là bất kỳ, không có tương đối. Nếu mà có giống nhau tức là nghĩ, cũng như trái bom này, giống nhau với trái bom này, phải có hai cái mới có giống nhau á. Nhưng mà nói giống nhau thì phải có hai tâm lên, cái này giống với cái kia. Nhưng mà tự tánh thì không có để nói giống nhau được, tại á nó mất nghĩ. Từ đó thì á vậy á
chung nhau thì không phải là thực tế rồi. Yeah. Lại trở thành không chung nhau rồi. Tức là không phải cái thực tế. Vậy thế nào là chỗ không giống nhau? Tử thân định trên không có chỗ giống nhau đó. Cái tử thân là mặt gì không có hình thể so được với cái chỉ định giống nhau. Nhưng mà bây giờ đó, dùng các lời nói anh nói xa lắm. Cái thực tế phải mình tham kiện tinh thần hay mới được, tức là em tan nó, em ngọt mới được. Thì đó cuối cùng mà kể kết thúc. Xét ra tiên xét khô bên tai. Cái tiên xét nó lướt qua, tai cũng không biết. Mà bên tai cũng vẫn còn nghe. Nên mới là khô bên tai. Tò dò nhét biển vào mi mũi. Cái biển nó lớn đó, tò mò là nhỏ, làm sao mà nhét cái biển được mà lại ly vào cái mi mũi. Cái mi của con mũi tức là cái biển không có thể xảy ra được. Chỉ có lời nói mà không phải là một phép để nói cái lời nói ở trên nói giúp nghĩa đi, nhưng mà không phải thực tế, chỉ là lời nói thôi, không có cái sự thực tại ra được. Thì cũng như tò mò giúp biển dầm đi ngủ vậy. Theo buồn to rễ cùng mỏ mắt tập thế Như Lai cũng chẳng hay. Bây giờ á, nói đi nói lại á, nói giúp cả kéo giúp cả có đi á, rồi đi theo câu chuyện không có. Hết lợi gì hết thì không có duyên gian khi giờ tạm thế Như Lai là tự phạt. Thì giờ đó tạm thế tự phạt đều chẳng biết gì hết, chẳng ai biết gì hết. Đại đạo thể quan vô dị vô nan, dịch bản thể đại đạo rộng khắp hư không, chẳng có khó dễ đối đãi. Lời khai thị trộn được y bác vào tai, biết nói chẳng phải gió động, không phải hướng động. Ngoài y kim lan ra còn có vật gì khác? Câu ngã cây nêu trước cửa, hai ông này vô sự sanh sự, dối người dối mình, bổn lai không thể hở, xuyên tạc chẳng dính dáng, khó hiểu được chăng? Một lần gặp nhau một lần già, một lần gió thổi một lần lặng. Mong đại đạo để quan vô di vô nan. Đại đạo đó tức là cái tâm mình đó, cái bản thể của tâm mình đó, cái bản thể của tâm mình đó, nó rộng khắp hư không đó, cái bản đại đạo thể quan nó quan càng rộng, tức là gì, là cái bản thể của đại đạo đó nó rộng khắp hư không, bản thể đại đạo tức là cái tâm mình, nhưng mà mình không có tên. Mình chỉ là nhìn cái tâm của mình á, cái tạo trong cái thân mình thôi,
nhưng mà sự thật á, cái tâm của mình thật cũng không. Nhưng mà là cùng khác rồi đó thì không có sự đối lại khó hay là dễ. Chẳng có khó dễ để đối lại. Theo lời khai thị của Ngài Trung Phong nói là trọng được y bắt vào tay, biết nói chẳng phải vô động, chẳng phải phương động. Cái này là cái chuyện của lục tổ đó nha. Được lục tổ chuyện y bắt rồi đó nha, tức là đã kiến tánh rồi á nha, thì biết là tất cả đều là tâm, mà tin cái tâm nó khác với con. Bây giờ á, người ta không có tin, người ta không có tin cái sức của ta. Bây giờ nhà khoa học cũng không có tin cái sức của ta. Bây giờ theo cái nhà khoa học á thì biết cái nè, vũ trụ đó nó cứ xoay tròn hoài, xoay hoài, nha. Cũng như mặt trăng á, cứ xoay quả đất, còn quả đất á thì xoay mặt trời, nha. Mặt trời á thì xoay ngân hà, nó xoay hoài ngày đêm không ngừng. Mà bây giờ người ta nhà khoa học làm cái vệ tinh bắn lên á, về cái quỹ đạo nó cũng xoay hoài, nha. Bây giờ cho đến á, à, trên bông này nha, nó cũng bao nhiêu tỷ nguyên tử á, nó cũng làm xoài đó. Cái bàn này cũng vậy nè, mỗi một hạt nguyên tử nó giữa có một trung tử, tu vi có nhiều điện tử nó cũng làm xoài. Bây giờ mình có mắt mình không thấy, nhưng mà nhà khoa học có cái tạo ra cái chén nhãn gì, mình mang cái chén nhãn gì dòng á thì cái nó làm xoay, nó làm xoay. Vũ trụ lớn như mặt trăng mặt trời cũng làm xoay, vũ trụ nhỏ như hạt nguyên tử điện tử nó cũng làm xoay. Bây giờ cái đứng á nó xa quá ha, mình mong mình thôi. Bây giờ cái nguyên tử cái bàn này nè ha, bây giờ mỗi nguyên tử đó nó đều lăn xoay nè, mình mang các nhãn gì thì thấy rõ ràng. Vậy cái sức xoay đó nó từ đâu ra? Mình á, chiếc xe hơi muốn chạy phải có xăng đổ vô ha, có một máy nó mong, có cái sức mong nó mới làm cho cái máy nó chạy được, cái bánh xe nó mới xoay được. Còn bây giờ đó, mỗi hạt nguyên tử đó nó lấy cái sức gì mà nó xoay hoài vậy? Cái sức nó từ đâu ra mà nó xoay hoài vậy? Tại sao mà nó từ hồi nào nó xoay hoài không có bắt đầu và cuối cùng? Ngày đêm không ngừng, cái sức nó từ đâu ra? Khoa học cũng không biết, chỉ cho nó là tự nhiên thôi. Cái nào không biết thì bỏ thử cho nó là tự nhiên, còn thật hay không được, không đúng tự nhiên cũng không đúng, duyên duyên cũng không đúng. Vậy là gì? Cái sức nó đâu? Tâm mình tạo, Phật nói đó là vô cái tâm tạo. Bây giờ á, ở trong này này nói luật tổ nè, luật tổ trong khắp bảo đàn nói chẳng phải vô động, chẳng phải phương động, là tâm của ông đó.
Tại tam có âm đoạn dương mới đoạn, tam có âm đoạn phương mới đoạn. Nhưng mà tam thì không thấy, chỉ thấy do đoạn, chỉ thấy phương đoạn. Tam tam người ta không có tin được. Nhưng mà sự thật đó thì có cái sức của tam, vô mà đoạn, phương mà đoạn. Không những mà vô đoạn, phương đoạn, luôn cả cái thân mình á, tại có cái tâm nó thôi là cái thân mình từ đứa bé nó trưởng thành tới bây giờ đó. Như tôi đó, tôi bây giờ già sau này á, tôi chết rồi á, chết rồi coi sao, đi đào thai cũng xoay chuyển hoài vậy đó. Sanh rồi chết rồi sanh, sanh rồi chết, cứ xoay hoài. Thì tất cả cái gì cũng vậy, xoay hoài, không có ngừng. Điều là cái sức của tâm nó làm ra. Nhưng mà người ta không tin, lại không thấy. Không thấy, không thấy thì làm sao tin được. Cái nào thấy á thì mới tin. Nhà khoa học thì phải qua tai mắt, không phải tai. Cái con mắt thấy thì phải lỗ tai nghe mới tin. Nhưng mà cái chỗ thực tế đó, tai mắt không có thấy được, không có nghe được. Bây giờ nhà khoa học cũng biết là không gian, thời gian ha. Bây giờ á, cái thời gian đó ha, thì một ngày đêm đó, mình á, con người cha làm 24 tiếng đồng hồ, là một ngày đêm. Mà mỗi một tiếng đồng hồ á, thì cha làm 30 phút. Mỗi một phút á, thì cha làm 30 giây. Còn á, cái giây đó thì đồng hồ tích tắc cái là một giây rồi. Mà nhà thằng á, đem một giây chia thành 30 sắc na, thì á, cái sắc mình nói sắc na là cái thời gian là rất là ngắn rồi, rất là nhanh rồi. Nhưng mà bộ óc mình cũng còn có thể tưởng tượng được. Bây giờ làm xong còn trong cái thời gian này. Bây giờ nếu mà bây giờ tôi đem chia lại nữa, một sắc na chia làm 60 A, một A chia làm 60 B, một B chia làm 60 C. Khi tôi vừa nói một C thời gian hiện tại á, nó chưa dứt, nhưng mà là qua mấy trăm C rồi. Cái hiện tại không có thể mà thành đạt. Bây giờ tôi nói hiện tại một xe, nhưng mà bốn chữ này chưa có xong mà bỏ qua hết mấy trăm xe rồi, thì cái hiện tại làm sao mà thành đạt được. Mà tôi chỉ ra ba lần theo cái con số á, thì có biểu thị về thời gian nó một xe. Nhưng mà bây giờ tôi chia thêm 30 lần, 300 lần, 3000 lần, số vẫn còn. Người biết toán học là biết đó ha, cái con số nhỏ lại. Nhưng mà cái thực tế, cái thời gian thực tế biết không được, biết ông đã biết không nổi rồi. Bây giờ mình đang sống trong cái thời gian này, và thời gian trước mắt mình cũng còn biết không nổi, mà còn không biết cái gì ở ngoài nữa. Bây giờ cái này là nói là cái thời gian, còn nói về cái không gian đó thì tôi cũng hồi mấy chục năm trước đó, tôi cũng có coi một cái cuốn nói về cái toán học thứ hai tháng của Hồng Kông xuất bản đó nè. Nói đó một ông kêu bằng tiếng Hán, nó dịch là con sâu giáp cỏ đó,
tại nó cái hình á dùng kén kén đi mấy ngàn lần đó, thấy là thấy nó giống như cái chất giác vậy đó. Ở trong đại anh bắt qua tuần thơ đó, nó cũng có cái hình đó, có tên đó. Thì nó đúng là một cục khoảnh á, rất là nhỏ, mà nó chỉ có một tế bào thôi, cái dịch là lưng tế bào. Nó mỗi cách một ngày đêm á, thì nó lớn thành hai con. Cũng như bữa nay là hai con, ngày mai là bốn con, ngày mốt là tám con nha. Mà nếu mà từ đời đầu tiên á, đời thứ nhất tới đời chín mươi á, tất cả nó còn sống lại á, gom lại thì nó thành một mét khối, cái thể tích là một mét khối. Mà tới đời 130 đó thì sinh ra cái thể tích là một quả đắng, mà chỉ trải qua 130 ngày thôi, cái con số giáp cỏ đó nó thành một quả đắng rồi. Cái thể tích bằng quả đắng tức là ở trên mặt đất là không có để là mà tươi nổi rồi. Nếu mà thêm một ngày nữa hai quả đắng, thêm một ngày nữa bốn quả đắng. Bây giờ á không có nói tới hai quả đắng, bốn quả đắng, chỉ nói một quả đắng thôi. Bây giờ á theo cái thứ tự á hồi nãy á, đem cái quả đắng này sẽ làm hai, rồi hai bên sẽ làm hai nữa, cứ sẽ tối hoài á, hai sẽ một trăm ba mươi nữa thì coi một đội cái con số chắc bỏ một xíu. Bác còn thấy phải trang nhiệm gì với em. Rồi bây giờ á theo cái toán học á, đem cái con sâu giáp cỏ đó sẽ thêm 130 nữa thì con sâu vẫn còn, nhưng mà cái thạch của con sâu đó còn, và bộ óc biết được không? Bộ óc chỉ biết được con sâu, còn cái thạch của con sâu giáp cỏ thì bộ óc biết không nói. Tôi mới sẽ có một làng là 130, nếu mà 10 làng, trăm làng, ngàn làng 130, con số vẫn còn. Nhưng mà cái thực tế, cái cơ thể của con số đó còn không, ông biết được không? Tức là cái vật chất trong không gian, thời gian, trước mắt chỉ là thanh tích. Thêm thanh tích cho hiểu lại là bộ óc không có hiểu nổi, không có biết nổi. Cũng là cái không có hình thể, không có số lượng của cái tâm mình, làm sao mà không biết? Tức là bộ óc không có tư cách để biết. Nhưng mà không phải là không có, cái dụng nó thì rõ ràng. Không phải là không có thể mà biết được, người chứng quả thành Phật thì biết được. Biết được không phải là cái biết của bộ óc, là nó tự biết, nó tự hiện lên. Cái biết gọi là cái biết cái bằng tâm biên trì đó, tức là cái biết nó khắp không gian, khắp thời gian, cái bản thể nó tự biết, chứ không phải là cái biết của bộ óc. Tại cái biết của bộ óc giáo cho là biết rồi đó ha, thì sau này bộ óc á nem đi thiêu thì thành cho, nem chung thì thành đắc, thì cái biết, cái thể biết của bộ, cái bản thể á, nó cũng đã thành đắc rồi đó, thì cái biết nó là coi còn giá trị nữa, đâu có còn nữa, nó cũng cái biết nó cũng tiêu. Còn cái tâm mình đó, nó không có tiêu, không có mắt. Thì cái biết đó, nó mới là chân thật, mới là có giá trị. Bây giờ á, cái chân thật có giá trị á, mình lại không có mặt đấy. Mình lại cứ
cứ lo cho cái này đó, cái thân này không có giá trị gì hết sao, sẽ biến thành cho cái thân đắc thì cứ lo hoài, cứ lo cho cái thân này. Nhưng mà thân này thì nó sau này đó chết mấy ngày cái thúi rồi. Rồi cuối cùng nó biến thành cho cái thân đắc không còn. Nhưng mà bây giờ đó mình lại lo cái không có giá trị gì hết, mình phải lo hoài. Còn cái có giá trị vĩnh viễn đó lại bỏ, không mặc đến. Thì mặc lại là giúp là đang thương xót, giúp là tự làm quan cho mình. Cái đáng lo mà không lo, cái không lo mà cứ lo. Ngoài y kim lan ra còn có vật gì khác? Sô ngã cây nêu chức cử hai ông này cho sự danh sử trôi người trôi mình. Cái sơ tổ là mà anh biết đó, bây giờ á Thích Ca đem cái áo cà sa cái bằng cái y á, cái bằng kim lan, y kim lan á, áo cà sa cứ giải đó là thế giới không có, chỉ có cái đó thôi á, không có làm được. Thì cái áo đó truyền cho Mahakajit. Bây giờ Mahakajit đó nó nhập thắt ở chỗ mà thì Dương Nam Trung Quốc á, ở chỗ cái hàng ba đó để đợi Phật Di Lặc hạ sanh á, nó mới ra để giúp Phật Di Lặc hoàn thác đó. Thì A Nan hỏi nó ngoài nó thật quyền cái kim lan còn có cái quyền cái gì không? Thì con thích nó cả cái niềm tự tử và hồi nãy tôi mới vừa nói đó, cái tâm nó không có hình tướng, không có số lượng, cái bộ óc không có thể nhận biết được thì lấy cái gì lấy nó. Còn các bây giờ á, có vật chất cũng như hồi nãy tôi nói con số rất rõ là thời gian nè, một ngày một đêm hay cái 24 tiếng đồng hồ này nè, mình đang sống ở trong này, tăng tích nữa lại còn bộ óc còn không nhận biết được. Có con số, có hình thể, còn không nhận biết được. Chúng ta không có hình thể mà nói bắt con. Bổn lai không kẻ hở, xuyên tạc chẳng duyên gian. Nó không có kẻ hở mà để mà mình xen vô. Bây giờ á,
tạo ra bài bả, bài lạc ra thì nó có chính giác gì đâu. Bây giờ mình cuộc sống hàng ngày á, dùng cái tâm nó cứ tạo cái này, tạo thì phi tốc số yêu kiếp cái này cái kia số đủ thứ, có chính giác gì đâu. Sau này cái thân này biến thành cho biến thành đất, nhưng mà mình cứ tạo hoài nha, không chịu ngưng. Để có hiểu được chắc khó hiểu lắm, chỉ biết là một ngà, một làng gặp nhau thì một làng già, một làng gặp nhau thì một làng già đó. Còn năm ngoái gặp nhau là chưa có già, hơn năm nay gặp thì già thêm chút. Còn nếu mà qua sang năm gặp nó còn già nữa. Một làng gặp nhau thì một làng già, một làng gió thổi thì một làng lạnh. Bây giờ trời lạnh, nếu mà gió thổi thì lạnh thế. Một làng gió thổi thì một làng lạnh. Chỉ biết như vậy thôi.